Đây là người yêu của tôi, chú Tùng. À, anh Tùng. Anh Tùng, có đúng gì không anh Tùng? Hồi đó giờ chú có được ai tặng hoa chưa? Hay chú có tặng hoa cho ai chưa? Chú ơi, không biết chú có biết ý nghĩa về bông hoa hồng không ta? Hay là hoa cẩm chướng, chú có biết ý nghĩa của nó không? Trời, con là con yêu hoa lắm á. Nhưng mà con nhìn thấy chú á, con nghĩ là chú chỉ biết ý nghĩa dạy bông dạng thọ thôi đúng không? Trời ơi, thích quá à. Alo. Cái gì? Mất hả? Bạn ơi, tôi chia buồn với bạn nha bạn. Rồi, tôi sẽ thu xếp. Vậy nha bạn. Con. Dạ. Bông đẹp thiệt á. Dạ. Chỗ này có người ship tới tận chỗ luôn hả? Dạ. Cho chú số điện thoại được không? Ủa chi vậy chú? Dượng của thằng bạn chú mới mất, 106 tuổi, ra đi đột ngột quá. Cho chú xin số điện thoại đi. Chú muốn đặt vòng hoa điếu gửi về dưới. Trời đất ơi, vô duyên. Ủa cái gì vậy trời? Nghĩa tử là nghĩa tận mà con. Gì vậy? Em nói đưa em về tới đây được rồi, anh về đi. Thì em lên nhà đi cho anh an tâm. Với lại nhớ thuốc anh mua nha. Trời ơi, về đi. Người ta thấy kỳ lắm. Đâu có ai đâu mà. Sao đâu? Ủa? Gì vậy? Anh Tùng. Chú. Ờ. À thôi, về nha. Ủa? Em? Cái sao gì vậy? Sao tự nhiên gì á? Ủa sao vậy? Dạ. Sao níu kéo nhau vậy? Có gì đâu, đồng nghiệp mà chú. Đồng nghiệp mà níu kéo nhau vậy hả? Đồng nghiệp thôi mà, đâu có gì đâu chú. Có ai nói gì đâu. Tôi hỏi sao níu kéo, đâu cần giải thích sâu xa dữ vậy. Thôi tôi hiểu mà. Trời ơi, 22 tuổi rồi, có quyền níu kéo nhau chứ. Chào tôi nha. Dạ. Chú. Gì? Chú nói gì vậy? Người ta gửi gắm không được hả? Sao lúc đầu mới vô công ty tôi gửi gắm không nói, giờ tôi gửi gắm nói là làm sao? Ngộ hả? Cháu tôi đó nha. Dạ. Ê, anh nói nghe nè, mới có phim mới ra đó, Hạ Cuối Tình Đầu hay lắm, đi coi nha. Đi coi phim hả? Ừ. Hạ Cuối Tình Đầu hả? Ừ. Thôi đi coi phim đi. Ừ. Mày làm gì đó? Nắm tay đồ nữa hả? Đi về đi. Dạ ba con. Thôi mà. Vi ơi. Thôi. Vi ơi Vi. Thôi mà mệt quá. Thôi mà mệt quá vậy. Ra ba nói nghe. Thôi mà. Yeah. Đừng mà. Ba mẹ mày hả? Trời ơi, mày đàn đúng con gái tao, mày bước ra đây. Mày bước ra đây. Mày bỏ con gái tao ra. Mày bỏ con gái tao ra chưa? Ba. Hả? Ba đừng có ngăn cấm tình yêu của tụi con mà. Ngăn cấm cái gì? Ba không cho phép con, hiểu chưa? Ba không nhìn nhận con là con, nhưng mà ba không thể nào không nhìn nhận cháu của bác được. Cháu nào? Bác mớ gì? Cháu nào ở đâu đây? Hả? Dạ. Có nào cháu nào ở đâu đây? Tao có mỗi đứa con gái duy nhất hả? Mắc mớ gì mà tao có đứa cháu nào? Thì hả? Hả? Trời đất ơi, mày cởi áo ra. Cởi áo ra tao coi. Mày che cái gì vậy? Cởi ra.
Trời ơi, mở cỡ ra mau. Trời ơi, cái bụng nó lấp lấp rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, con ơi, là con ơi. Ba ơi, ba. Ba tha lỗi cho con đi ba. Ba ơi. Ba tha lỗi cho tụi con đi ba. Trời ơi, tao đã cấm tụi bay rồi, tại sao lại còn như vậy hả? Thôi, nếu vậy thì em ở lại với ba đi, để anh đi cũng được. Không, không anh ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu anh đi, em sẽ đi với anh. Trời ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu mà anh đi thì em cũng chết đi. Vậy thì còn cha nó ở đây chi? Trời ơi, cha nó sao đi? Không, không, không. Ủa, thì ra là giấc mơ hả? Sẽ luôn thật gần bên Vy, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu Vy, cùng Vy đi đến chân trời. Trời ơi, nghe anh này mãi là tỏ tình với tôi, em là tôi đồng ý liền. Lắng nghe từng lời sao, sao bà không ngủ hả bà? Vì Vy luôn đẹp nhất. Bà muốn không? Muốn tôi tỏ tình với bà cho. Ông mới là mơ hả? Luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Ủa? Cái gì vậy? Đang tỏ tình đó. Nó tỏ tình? Vì Vy dạ. Luôn là tia nắng trong anh. Ủa sao nó tỏ tình mà lại kêu tên Vy? Hả? Không lẽ nó tỏ tình với con Vy, con gái của tao? Vy! Hả? Hồi tối hôm qua, con thấy ông này nè. Chúng ông cháu là Vy á. Mày nói thiệt hả? Nó chở con Vy hồi tối hôm qua. Rồi bây giờ nó tới đây nó hát cái bài gì tên Vy để nó tỏ tình. Trời ơi, nó còn quỳ xuống kìa. Vì anh yêu em. Nó đưa nguyên một cái bông bụp lên. Một cái... Ý không phải bông hồng mà chưa có nở. Bây giờ phải xử làm sao? Tao phải xử nó. Bác ơi, chuyện này rất là nhỏ. Hãy để con ra tay cho. Đúng, mày một ra tay. Một cách nhẹ nhàng, êm ái. Lên đi con. Vì anh yêu em. Yeah, tưởng là nhẹ nhàng gì mà. Nè mày, lau mặt đi. Nè, tôi nói cho cậu nghe nghe chưa. Tôi cấm tuyệt cậu lai giảng tới con Vy con gái tôi nữa. Cậu nhớ đó, tôi cấm nghe chưa. Sao vậy bác, Vy 22 tuổi rồi. Hả? Đủ tuổi yêu đương rồi mà. 22 tuổi cái gì? Cho dù bây giờ nó có là 30 tuổi đi nữa thì nó vẫn là đứa con gái bé bỏng trong lòng của tôi. Nó không có biết cái gì về tình yêu hết trơn á trời á. Đừng có dụ dỗ nó nghe chưa. Đàn ông con trai mấy cậu thời buổi bây giờ là đồ sở khanh, là đồ lừa gạt, hả? Là cái đồ mà gọi là bậy bạ trên đời này. Cấm tuyệt nghe rõ chưa? Nếu như vẫn còn lai giảng, tao không có tạt nước bình thường vậy nữa đâu. Tao tạt cái khác đó. Cái gì nữa bác? Nước. Nữa hả? Nữa. Ủa chú Đức. Chú làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Tùng, Tùng. Chú có anh này muốn nhờ Tùng nè, Tùng giúp chú coi. Chuyện gì chú nói đi, ông sao? Trời ơi, cái chuyện của con Vy. Bây giờ á, suy nghĩ làm sao đó, tìm cách nào đó mà tách cái thằng nó ra khỏi con Vy giùm cho tôi coi. Khó lắm chú ơi, trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nó đã yêu thương nhau rồi thì không có cấm cản được đâu. Có dụ mình khuyên, mình nói khuyên, mình lựa lời mình khuyên. Nếu không không khéo là áp phê ngược á nha. Thì đó, ngược đâu chứ bộ ngược hả? Trời ơi, con Vy nó không, tụi nó nè, mới nãy nằm trên bao. Trời ơi, tôi thấy là nó đi với cái thằng đó mà cái bụng nó tè lè vậy nè. Nó nói là nó không nhìn mặt tôi nữa, nó không muốn sống chung với tôi nữa, nó bỏ tôi. Trời ơi, tôi khóc quá, trời khóc luôn rồi, tôi chung ra đây tôi ngồi đi nè. Khổ ghê. Ôi, nằm mơ mà làm con hết hồn theo chú à. Trời ơi. Không sao đâu, tại vì mình nghĩ cái gì nhiều quá là mình nằm mơ mình thấy nó thôi. Ở đó, cái chuyện nó sự thật nó mới hiện ra chứ. Chú ơi, là con thấy vậy nè chú, cũng được á. Nó lóc chóc vậy chứ tính nó cũng lành. Nói với con Vy coi vậy mà hợp đó nghe.
ở đó mà hợp. Với lại giờ thời buổi bây giờ mà cấm cản gì nữa hả chú? Vạn sự tùy duyên. Vậy nghe chú, con đi làm nghe. Ừ. Vạn sự tùy duyên. Bạn là ai? Anh Thắng hả? Ghê quá ta. Gì nó đây? Có quà cho Vi nè. Vi mở ra thử coi. Cái gì? Hết hồn chưa? Anh thấy vui lắm hả? Thì vui mà. Tại vì mỗi ngày anh đều muốn thấy Vi được vui. Chỉ cần thấy em vui á, anh thấy một ngày thật là ý nghĩa. Mỗi lần thấy em cười á, anh thấy một ngày thật là giá trị. Anh muốn... Thôi đi! Muốn gì kệ anh. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi muốn anh dẹp mấy cái trò này đi. Đừng có theo đuổi tôi nữa. Tìm cô gái khác mà tỏ tình đi. Suốt ngày cứ làm ba cái trò này với tôi hoài vậy. Sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Không lẽ em có người yêu hả? Phải. Thiệt hả? Ờ. Ai? Đây. Đây là người yêu của tôi. Chú Tùng. À, anh Tùng. Anh Tùng. Có đúng gì không anh Tùng? Hai người quá đáng lắm. Hai người đùa giỡn. Đùa giỡn với tình cảm của tôi hả? Được rồi. Ngày mai tôi nghỉ việc. Thắng. Thắng à. Nghe tôi nói nè, Thắng. Thắng lại đi Thắng. Con quá đáng lắm luôn. Con đùa giỡn tình cảm của người ta. Không thích thì nói với người ta từ đầu đi. Con có đùa giỡn đâu. Không đùa giỡn hả? Thì tại sao lôi tôi vô? Nói tôi là người yêu. Hả? Nhìn tôi nè. Dạ. Xích lại đây. Con có ý gì với chú hả? Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trở về. May mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.